Xin chào các bậc phụ huynh cùng các bạn nhỏ lớp A3 yêu quý. Các con ơi, ngày hôm nay cô con mình được gặp nhau qua màn ảnh nhỏ của lớp A3 đấy. Và để bắt đầu vào hoạt động ngày hôm nay, cô Hạnh có một câu chuyện muốn kể cho chúng mình nghe. Câu chuyện nói về hai anh em, đó là Hùng và Tuấn. Chúng mình cùng hướng lên màn hình xem câu chuyện là gì nhé. Phòng ngừa bị điện giật. Tháng 12 rồi, thời tiết đã dần chuyển lạnh. Hai anh em Tuấn và Hùng vẫn rủ nhau ra đường chơi. Tuy lớn rồi, nhưng hai em vẫn tin có ông già Noel sẽ đến cho quà những em bé ngoan. Gần tới Noel rồi, anh đã xin ông già Noel quà gì vậy? À, anh xin ông món quà Lego xếp hình thông minh. Em đã viết thư cho ông già Noel, xin ông chiếc xe đạp để chiều chiều. Em dắt xe ra công viên, anh tập cho em chạy nhá. Đồng ý, anh sẽ tập cho em, để em trở thành một tay lái thật cừ nhá. Mà sao ông già Noel cứ đi xe máy trên phố mà không cưỡi tuần lộc? Em nhớ ông già Noel thường cưỡi tuần lộc đậu trên mái nhà, rồi ông chui qua ống khói, đem quà đến tặng cho các bạn nhỏ ngoan ngoãn mà. Ừ, anh cũng nhớ như em vậy đó. Hai anh em vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng Hùng vấp phải hòn đá. Hùng ngã xuống đất, mặc dù rất đau nhưng cậu bé vẫn khá. Em có sao không? Có đau lắm không? Em không sao đâu ạ. Em lớn rồi mà nên em không khóc nhè đâu. Ừ, em ngoan lắm. Ngước đầu lên, Hùng trông thấy một sợi dây điện đứt. Đầu dây thõng xuống sát đường, gió thổi đung đưa từ bên này sang bên kia. Anh Tuấn ơi, ở đây có sợi dây gì ngộ lắm này. Gì vậy ta? Anh cũng không biết. Hùng thấy hay hay, liền chạy đến gần, nhìn sợi dây cười khoái chí. May có chú đi đường dừng lại, bảo Hùng phải tránh xa chỗ dây điện đứt ra. Cẩn thận, các cháu không được lại gần dây điện, nguy hiểm lắm. Sao vậy chú? Vì khi dây điện đứt rơi xuống, có thể vẫn còn điện trong sợi dây, nên hai cháu phải đi vòng qua sợi dây điện bị đứt. Và tuyệt đối không được treo lên cột điện. Giống như ở trường, cô giáo có dạy cháu khi tay còn ướt, không được chạm vào công tắc điện, bật tắt đèn. Bố cũng thường dặn hai anh em mình không tùy ý nghịch ổ cắm, bật tắt lung tung, không được tháo hoặc nghịch các đồ điện khi chưa hỏi người lớn. Anh Tuấn ơi, bố còn nói không được chọc tay, chọc dao, chọc bút máy vào ổ cắm. Làm như vậy dễ bị điện giật lắm. Hai cháu nhớ lời cô giáo và bố dạy như vậy là tốt. Hai cháu cần nhớ thêm vài điểm sau. Không được phơi quần áo lên đường dây điện khi trời mưa có sấm sét. Không được trú mưa dưới chân cột điện, kẻo bị sét đánh. Sét mà đánh chúng là đầu sẽ xoăn tít và người thì đen thui luôn đó anh. Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở ạ. Cháu biết rồi ạ, từ nay về sau cháu sẽ cẩn thận hơn nữa ạ. Qua câu chuyện của hai anh em Hùng và Tuấn thì cô Hạnh mong muốn là qua hoạt động này các con sẽ trang bị cho mình các kỹ năng
về phòng chống tai nạn điện giật đấy. Và hoạt động của chúng mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những hoạt động sau. Xin chào!